Chào mừng quý vị bà con đến với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Và hôm nay là ngày mùng 2 Tết, chương trình Tôi Yêu Chợ Việt đã đến thăm chợ đầu mối nông sản sông Hồng. Kể cả là ngày Tết, nông sản thì không thể thiếu được trong mỗi gia đình. Chính vì vậy là ở đây bà con vẫn đi mua bán tấp nập. Bây giờ thì chúng ta vào sâu trong chợ xem bên trong chợ tấp nập như thế nào nhé. Xin mời. Như lúc đầu Quang Thắng đã giới thiệu cùng với quý vị khán giả là đây là chợ đầu mối. Chính vì vậy là mỗi một sạp hàng thì nó to hơn tất cả các sạp hàng của chợ khác. Và ở đây thì theo mắt quan sát của Quang Thắng thấy lúc này rất là nhiều củ quả để phục vụ cho những ngày Tết. Đấy, quý vị đã nhìn thấy hành rồi khoai tây rồi là tỏi rồi cà rốt, hành tây, nói chung là rất nhiều mặt hàng. Còn bên trái Quang Thắng lúc này thì toàn thấy ngô, đấy, cà chua, đấy, rất là nhiều. Nói chung là đây là chợ đầu mối mà, cho nên là người ta không phải bán bằng cân, mà người ta bán bằng xe ô tô, đấy, hoặc là bán bằng bao, đấy. Đây là su hào và bắp cải, đấy, nhìn chưa? Mỗi một bao này cũng phải trên dưới 20 cân. Và bây giờ thì Quang Thắng lại mời tất cả quý vị khán giả hãy đến những sạp mà bán rau. Như bình thường thì mọi khi khán giả thấy rằng là ở các chợ khác thì rau người ta chỉ có một cái xảo rau bé bé thôi. Nhưng ở đây thì quý vị đã thấy hàng bao ni lông rất to. Có lẽ là mỗi một bao này thì phải nặng phải mấy chục cân. Đấy. Bao nhiêu? 20 cân. 20 cân! Đấy! Thế mà Quang Thắng là xách còn không nổi này. Còn tía tô đây, tía tô bán là cũng phải là một túi này, đấy, 10 cân đúng không ạ, 10 cân. Tôi hỏi chị nhá, thì mỗi một ngày chị bán được khoảng bao nhiêu ký rau như thế này? Bình thường thì là cái mặt hàng rau này thì bán được khoảng 2-3 tạ rau, còn đối với cái này bắp cải và su hào thì sẽ bán được khoảng, một cái dãy hàng này sẽ bán được khoảng 10 đến 15 tấn ạ. 15 tấn, ôi trời ơi. Bà con nông dân ở các chợ nhỏ ạ. Hôm nay thì chương trình sẽ chúc chị là bán mua may bán đắt chị nhé. Cũng rất là cảm ơn chương trình và cũng chúc cho các anh chị em trong ban tổ chức trong chương trình ngày càng phát triển và giới thiệu được các cái mặt hàng nông sản cho bà con nông dân. Cảm ơn rất nhiều ạ. Bây giờ thì đến giờ ghi hình chương trình rồi, mời tất cả quý vị và bà con hãy tập trung về sân khấu chính để chúng ta theo dõi chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8 nhé. Xin mời. Chào mừng quý vị và bà con đến với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Chương trình do công ty truyền thông Big Vision phối hợp với báo Thanh Niên thực hiện. Trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các nhãn hàng đã tài trợ cho chương trình. Công ty găng tay cao su Hợp Thành, nhãn hàng Cholimex Food thuộc công ty cổ phần thực phẩm Cholimex, nhãn hàng bột trộn sẵn Mixco Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế, nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Cuối. Và bây giờ, xin mời cả hai đội. Đầu xuân năm mới, Quang Thắng thay mặt những người làm chương trình ngày hôm nay xin chúc lời chúc tốt đẹp nhất tới cả hai đội chơi. Chúc cả hai đội chơi, những người chơi của chúng ta ngày hôm nay có một năm mới an khang thịnh vượng và gia đình hạnh phúc. Không thể thiếu được đầu xuân năm mới, đó là những bao lì xì. Bây giờ thì Quang Thắng xin tặng cho cả hai đội nhé. Tôi xin mời đội đỏ sẽ giới thiệu về thành viên đội của mình. Xin mời. Tôi là Trịnh Kiên, thay ra mặt cho đội gà đấu cảo nên giao lưu cùng chương trình. Xin chào mọi người. Tôi đại diện cho đội đỏ. Đội tôi là gà đông cảo, còn tôi là đội trưởng Ngọc. Tôi tên là Luyến, bán hoa quả. Tôi tên là Trịnh Kiên, bán hoa quả ở chợ Sông Hồng. Tôi tên là Hoan, bán hoa quả. Mình tên là Long Dứa ở chợ Sông Hồng. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe. Gà đông cảo quyết thắng. Và xin mời đội xanh giới thiệu về thành viên đội của mình. Xin mời.
Xin chào bà con, chúng tôi là đội Nhãn Đồng, tôi là đội trưởng. Hôm nay chúng tôi đến chương trình là chơi vui và chiến thắng. Tôi Mạnh, bán thanh long ở chợ nông sản Sông Hồng. Tôi tên là Ngọc, tôi bán rau củ tại chợ Sông Hồng. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng. Tôi tên là Nhung, tôi bán các loại hạt khô ở chợ nông sản. Kính chúc mọi người một năm mới buôn may đán bát. Buôn may đán bát. Người tiếp theo ạ. Tôi tên là Quỳnh và tôi bán hoa quả nhập khẩu. Và kính chúc bà con năm mới an khang thịnh vượng và tiền vào như nước, tiền ra giỏ giọt. Xin hết ạ. Tôi tên là Lương, tôi bán cam sành và bưởi da xanh của miền Tây. Chúc bà con năm mới là an khang thịnh vượng. Nhãn Đồng, không đồng vòng. Yeah. Quý vị khán giả thân mến, hai đội chơi đã giới thiệu thành viên đội của mình. Và bây giờ tôi xin giới thiệu tổ trọng tài. Và tôi trân trọng giới thiệu anh Vũ Việt Nam, đại diện nhãn hàng bột trộn sẵn Mỹ Cô Hương Xưa. Trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Lệ, đại diện nhãn hàng Chua Lêm Ếch Phút. Trân trọng giới thiệu anh Trần Nhuận Bình, đại diện nhãn hàng Việt Coco Tinh Hoa Dừa Việt. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Hải Nam, đại diện nhãn hàng Găng Tay Cao Su Hợp Thành. Trân trọng giới thiệu anh Lương Đức Khánh, đại diện ban quản lý chợ. Và bây giờ xin mời cả hai đội chơi bước vào game 1 của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Hai đội chơi sẽ trải qua 3 vòng thi đấu với các trò chơi theo chủ đề, bao gồm trò chơi dân gian, trò chơi vận động. Số điểm chiến thắng tương ứng qua mỗi vòng là 100 điểm, 150 điểm và 200 điểm. Sau khi kết thúc 3 vòng chơi, đội nào có tổng số điểm cao hơn sẽ là đội chiến thắng chung cuộc và nhận được những phần thưởng hấp dẫn, bao gồm tiền mặt và quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Đội thua sẽ nhận được phần thưởng là tiền mặt và quà tặng trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, hai đội chơi còn được nhận thêm nhiều phần quà là sản phẩm đến từ nhà tài trợ nếu chiến thắng mỗi vòng thi. Chào mừng quý vị và bà con quay trở lại với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Với game 1 này thì hai đội có thử thách như sau. Hai đội đã được bịt mắt và nghe theo lời hướng dẫn của đồng đội của mình, xoay 4 vòng, sau đó mò được những chiếc gậy ở đây. Theo lời hướng dẫn của đồng đội, đập vỡ con heo đất ở trên kia. Trong con heo đất có bao lì xì. Chính vì vậy là chúng ta phải mò được bao lì xì để vào rổ của mình. Đội bên đỏ thì để bên phía tay phải của tôi. Đội bên xanh thì để bên phía tay trái của tôi. Và khi mà chúng ta để được bao lì xì vào rổ rồi thì được phép mở mắt ra để đi về. 3, 2, 1, bắt đầu. Mình đi trước đi. Đi thẳng lên, sờ xuống. Rồi, nhìn vào góc xoay nhé, xoay vòng đi. Xoay đi, xoay đi. 3, xoay tiếp đi. 4, Bịt mắt của đội xanh có vấn đề. Mò nhanh, mò nhanh. Rồi, đi chơi bên kia.
xem đây, đến ngày đón tiếp Hoàng ơi, đến ngày đón tiếp. Đỏ đi, đỏ ngồi xuống lần nữa, tiếp đi, đỏ ngồi xuống. Tiến lên, tiến lên. Rồi, rồi. Bên kia. Ê, ra bên kia đi. Rồi, bỏ xuống, bên đi, bỏ xuống. Rồi, về. Anh Cương ơi, kia nha. Một. Rồi, đi tạm. Tay trái. Anh Cương, anh ra đây, bảo. Sao bên tay trái? Núi đây đằng sau. Bên tay trái. Đi lên đằng trước cơ mà. Cơ hội hết rồi. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả hãy đếm số lì xì ở trong rổ của đội xanh. 2 này, 4 này, 5 này, có 5 bao lì xì. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm của đội đỏ. Đội đỏ có nhõn đáng. Game 2 đội đỏ phải cố gắng hơn nữa nhá. Và tôi xin tuyên bố với game 1, đội xanh giành chiến thắng. Chúc mừng đội xanh. Sau đây chúng tôi xin mời nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt sẽ lên tặng quà cho đội thắng game thứ nhất. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt. Và bây giờ xin mời ban quản lý chợ sẽ chọn một vị khán giả vỗ tay to nhất và hú hét nhiều nhất. Tôi thay mặt tổ trọng tài mời chị Hợi cổ vũ nhiều nhất ở đây. Hôm nay thì chị Hợi bán cái gì ở chợ này nhỉ? Xin giới thiệu, em đi mua hàng à. Em mua các thứ, các loại. Cái gì em mua? Thế Quang Thắng đây có mua không? Giá rẻ bất ngờ. Có mất tiền không anh? Không mất tiền. Em mua luôn. Và đây là một phần quà của găng tay cao su Hợp Thành xin gửi tặng cho chị. Một lần nữa xin cảm ơn ban quản lý chợ đã tặng quà cho quý vị khán giả. Hương xưa như ý cho ta một chiên giòn thịt ngon, em chiên món gì cũng nóng cũng ngon cũng giòn. Này em ơi hay mà mua liền bột chiên của Hương xưa, cả nhà thích lắm nha bà xã. Giòn giòn quá ngon. Chiên giòn Hương xưa sản xuất theo công nghệ và chất lượng Nhật Bản. Với game 2 này thì chúng ta có 3 thử thách. Thử thách thứ nhất, thử thách này có tên gọi là cắm hoa. Một người cõng một người chạy vào trong chợ tìm 2 bình hoa có gắn logo của chương trình Tôi Yêu Chợ Việt. Chạy về sân khấu càng nhanh càng tốt. Đội nào về trước cắm xong hoa trước vào bình hoa, đội đó sẽ giành chiến thắng. Quý khán giả vỗ tay thật to vào để cổ vũ cho hai đội. Vâng, 3, 2, 1, chạy đi! Nào, mời hai đội ra đây xem màn hình. Nhanh lên, cắm hoa nhanh lên. Đội đỏ, hay quá. Chúc mừng đội đỏ. Rồi. Giờ đội xanh mới về. Cảm giác của anh thế nào? Mệt quá anh ạ. Đội xanh về sau đội đỏ 40 giây. Tôi xin chúc mừng đội đỏ đã thắng phần 1 của game 2. Hai người chơi tiếp theo bước lên phía trước. Hai người chạy vào trong chợ tìm
hai quả cam có dán logo của chương trình và cả hai sẽ dùng mặt hoặc dùng trán dí quả cam ấy vào, không được để quả cam rơi, tuyệt đối không được dùng tay. Chạy về sân khấu, đội nào về nhanh đội đó giành chiến thắng. Và 3, 2, 1 bắt đầu. Tìm đi, tìm đi. Hai đội tìm đi, tìm cái nơi nào có gắn lắc rồi. Rồi, cho vào chán, cho vào chán, cho vào chán. Đội màu đỏ kia. Đúng rồi, nhanh lên, đội xanh nhanh. Đội xanh cố gắng lắm. Nhanh lên, nhanh lên. 12 đội về đây. 12 đội về vị trí nào. 12 đội về vị trí đón đồng đội của mình nào. Nhanh lên, đội xanh, nhanh lên. Đội đỏ cố gắng vượt qua đội xanh đi. Rồi, đội xanh đã thả được cam vào trong mẹt trước. Tôi xin chúc mừng đội xanh. Và bây giờ tỷ số đang hòa nhau là 1-1. Hai người còn lại bước lên phía trước. Hai người chơi đến nơi có gắn lá cờ của chương trình. Tại đó có những chiếc kẹp quần áo. Kẹp tức là ở đây là cái cặp đấy. Người chơi dùng cặp, cặp vào hai tay. Mỗi bên là 5 chiếc. Mỗi bên là 5 chiếc. Đội nào phải đủ 5 chiếc thì chạy về sớm hơn, đội đó sẽ giành chiến thắng. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Đấy, xin mời ra màn hình. Nhanh lên, nhanh lên, kẹp nhanh lên. Nguyên. Rồi. Thấy thế nào? Thấy kẹp vào tai thế nào? Cũng hơi đau. Đau à? Vợ béo tai còn đau hơn còn chịu được. Cái này hơi đau, ăn thua gì. Đúng không? Đúng, đúng. Đúng rồi. Đội đỏ và chiếm ưu thế, chạy về nhanh hơn. Phần 3 của game 2 lại chúc mừng đội đỏ. Rồi. Bột trộn sẵn mấy cô hương xưa sẽ lên trao quà cho đội đỏ. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng bột trộn sẵn mấy cô hương xưa. Xin mời Chu Lê Minh Phúc chọn một vị khán giả. Em chọn là chị áo trắng vừa đây ạ. Hôm nay chị đến mua hàng hay chị đi bán hàng? Bán hàng ở chợ nông sản ạ. Chị bán mặt hàng gì ạ? Em bán hàng rau củ quả, dứa. Rau củ quả và dứa nữa. Thế có phải là vợ của cái anh bán dứa kia không? Mẹ ạ, mẹ. Mẹ ạ? Mẹ vợ ạ? Ôi ôi, mẹ vợ mà trẻ như thế này á. Vợ bao tuổi? Mẹ vợ mà trẻ thế này thì vợ được khoảng bao tuổi? 19 à? Được rồi, hay quá. Rồi, cảm ơn chị. Xin mời chị nhận một phần quà của Chula Bánh Food. Khi có nhạc nổi lên thì chúng ta phải vừa nhảy vừa đi xung quanh. Bao giờ nhạc tắt thì phải lấy nhanh một quả dưa hấu về tay cho mình. Ai không lấy được thì người đó bị loại luôn. 3, 2, 1, âm nhạc, chạy vòng quanh nào. Ôi dồi ôi, em máu nhất mà cuối cùng em không lấy được quả dưa nào rồi ơi. Em là người bị loại đầu tiên. Đi vòng quanh nào. Đi xung quanh đi, đi xung quanh đi. Nhà con. Thả xuống, thả hết dưa dấu xuống. Đi đi, đi vòng tròn đi. Ôi, chị áo đỏ ra ngoài. Nhưng mà chúng ta phải chơi, phải đi xung quanh cơ. Hiện nay chúng ta cứ đứng tại chỗ để chèn nhau thế này không được.
rất nhanh. Mặc dù là quay đi nhưng mà quay lại vồ dưa hấu rất nhanh. Vâng, xin mời. Chúng ta còn 3 người. Nghiễm nhiên chị là phụ nữ là được ưu tiên. Bây giờ này, để một quả dưa hấu đã. Hai người nam là ai sẽ là người bị loại? 3, 2, 1, bắt đầu. Quá giỏi, quá thông minh, được rồi, chúc mừng, rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai vị khán giả. Mềm mại, dịu dàng, êm ái, chống trơn trượt, không bị ẩm ướt từ bên trong. Găng tay cao su hợp thành được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại với 100% cao su thiên nhiên latex cùng công nghệ được xử lý không bột, chống lão hóa, chống dị ứng, không mẫn cảm đối với da tay. Găng tay cao su hợp thành nâng niu đôi tay bạn. Chiết xuất từ những hạt đậu nành dinh dưỡng cao, lên men tự nhiên 100% trong thời gian dài. Nước đường Cholinet nâng tầm gia vị cuộc sống qua nhiều công thức nấu ăn hảo hạng. Từ nhà hàng đến gia đình. Nước tương Cholimet lên men tự nhiên, tinh túy đậu nành, tinh hoa ẩm thực. Cholimet Food, gia vị cuộc sống. Chào mừng quý vị và bà con quay trở lại với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Hai đội chơi thân mến, hai đội chơi bây giờ có những thử thách như sau. Phần 1 của thử thách, hai đội chơi sẽ được ngồi trên cái bao bố và nhảy lò cò lên trên kia. Ăn một miếng hoa quả chúng tôi đã bày sẵn ở trên đĩa. Ai ăn hết trước, nhanh nhất thì sẽ được lấy một phần quà mang về kệ, bày vào kệ của mình. 3, 2, 1, bắt đầu. Về bày kệ đi, về bày kệ đi. Người tiếp theo. Nom 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 nom. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, người tiếp theo. Xanh cố lên. Ôi dồi ôi, tụt cả quả cà rốt ra rồi. Tôi về đây nhưng tôi mà thấy nhà ra là chết rồi. Nhớ là phải ăn hết xong mới được ra lấy. Đúng rồi đấy, anh này anh đi thế này anh nhanh sớm được, miễn là cái bao nó đi cùng với mình. Đây, đây phải cho bao vào chân nhá, không còn kẹp thế đâu đấy. Nhanh lên, đội đỏ nhanh lắm, đội đỏ rất nhanh. Đúng rồi. Cầm một di một phát là hết luôn mà. Nhanh lên, chỉ còn có 4 phần hoa quả nữa thôi. Nào, nào, đúng rồi. Không được lè ra nhá, không được lè đâu nhá. Mười, chín, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ, hết giờ.
Hết giờ, hết giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm số hoa quả của đội xanh trước. Đội xanh lấy được 2, 4, 6, 8, 9. Bây giờ tôi xin đếm sản phẩm của bên đội đỏ. Đội đỏ có 2, 4, 6, 8, 8 phần. Và hai đội chơi chú ý, bây giờ sẽ là giây phút gay cấn nhất trong phần 3 này. Mỗi đội có 1 phút để giao hàng. Ưu tiên có những người nào có hát được, có những vần thơ để đưa vào cái lời giao của mình thì sẽ được tổ trọng tài cộng cho thêm 20.000 nữa. 1 phút giao hàng dành cho đội đỏ. 150 bia đá cũng mòn, bia chai đã vỡ, chỉ còn bia hơi vỡ. Tại quầy lốc sản em đây có đầy đủ mà đà. Mại dơ, mại dơ. Mại dơ, mại dơ. Chúng em ở đây có ớt chuông, có củ cải, có hoa quả, khổ quá. Hết giờ, hết giờ, hết giờ. Và bây giờ 1 phút dành cho đội xanh, bắt đầu. Con chim là phải có nông, đi chợ là phải có vợ, với chồng mới vui. Mời bà con ra mua hoa quả đây, chợ nông sản đây. Ủa, cái luôn này. Có chi, có chi. Có đáng, có anh tỏi. Có chi. Hết giờ, vâng. Anh vừa giao câu gì mà bên đội đỏ cứ bảo là sản phẩm là có chim. Ở đây anh có bán chim đâu, đây là chợ nông sản cơ mà. Đi chợ phải có vợ, có chồng mới vui đúng không? Vâng. Và bây giờ đến giây phút quyết định của tổ trọng tài. Tôi thay mặt tổ trọng tài, hai đội đều chơi rất xuất sắc. Tôi chọn đội Nhãn Lồng. Nhãn Lồng. Vâng, và chúc mừng đội Nhãn Lồng đã được cộng thêm 20.000. Và bây giờ xin mời cả hai đội 1 phút bán hàng. Chưa bắt đầu được. Tôi dặn đã, số tiền đã được in trên tất cả hoa quả rồi. Chúng ta chỉ được phép bán gấp đôi, tuyệt đối không được bán gấp ba. 1 phút bán hàng dành hai đội, bắt đầu. Hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Ôi dồi ôi. Đội xanh sao lại còn ế hàng thế kia. Hết giờ, cầm tiền vào đây, cầm tiền vào đây, cầm tiền vào đây. Đây là số tiền bán hàng được của đội đỏ. Còn đây là số tiền bán hàng được của đội xanh. Đội đỏ, mời quý vị khán giả hãy đến cùng tôi nào. 20, 40, 60, 80, 140. Số tiền bán được 140.000 là số tiền bán được của đội đỏ. Dư 20.000, vậy là phạt đội đỏ 40.000. Và đây là số tiền bán hàng được của đội xanh. 20, 40, 60, 80, 100.000. Và đội xanh được cộng thêm 20.000 nữa của tổ trọng tài. Một lần nữa, xin chúc mừng đội xanh thắng giòn giã game 3. Sau đây chúng tôi xin mời nhãn hàng Chulamex Food sẽ lên trao quà cho đội xanh. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Chulamex Food đã trao quà cho đội thắng game 3 vừa rồi. Việt Coco sẽ chọn một vị khán giả vỗ tay nhiệt tình nhất. Đại diện ban trọng tài Việt Coco xin chọn chị áo khoác màu đen ngọc là khán giả cổ vũ nhiệt tình nhất trong ngày ạ. Chúc mừng chị đã nhận được một phần quà của Việt Coco tinh hoa dừa Việt. Cảm ơn chị. Cảm ơn Việt Coco tinh hoa dừa Việt. Đặng Thị Loan, ba số cuối là 159. Ngô Thị Tú, ba số cuối là 029. Chu Văn Huấn, ba số cuối là 344. Và hai vợ chồng à? Tròn thế. Chúc mừng Lê Văn Nguyên, ba số cuối là 029. Nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành có 4 phần quà để tặng cho 4 vị khán giả may mắn. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Bây giờ chúng tôi xin mời ban quản lý chợ lên sân khấu.
Thay mặt những người làm chương trình ngày hôm nay, chúng tôi gửi lời cảm ơn tới ban quản lý chợ đã tạo điều kiện cho chúng tôi ghi hình thành công tại chợ đầu mối Sông Hồng. Bây giờ sẽ là 4 phần quà gửi tặng cho ban quản lý chợ. Phần quà thứ nhất là của Việt Coco tinh hoa rửa Việt, nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành, một phần quà của Chu Lưới Make Food, một phần quà của nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa. Một lần nữa cảm ơn ban quản lý chợ đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi ghi hình thành công tại chợ đầu mối Sông Hồng. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi xin tổng kết 3 vòng thi vừa rồi. Vòng 1, đội xanh được 100 điểm. Vòng 2, đội đỏ giành chiến thắng được 150 điểm. Vòng 3, đội xanh giành chiến thắng được 200 điểm. Và bây giờ sẽ là bảng 5 triệu đồng bao gồm quà xin gửi tặng cho đội Á quân. Nhanh! Chúng tôi xin mời nhãn hàng Việt Coco tinh hoa rửa Việt sẽ lên tặng quà cho đội Á quân. Chúng tôi cảm ơn nhãn hàng Việt Coco tinh hoa rửa Việt. Tiếp theo chúng tôi xin mời nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành. Và bây giờ sẽ là bảng 10 triệu đồng để tặng cho đội quán quân ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời nhãn hàng Chula Make Food. Cảm ơn nhãn hàng Chula Make Food. Tiếp theo chúng tôi xin mời nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa đã trao quà cho đội quán quân. Chương trình Tôi Yêu Chợ Việt được ghi hình tại chợ đầu mối Sông Hồng đến đây là hết. Chương trình do công ty truyền thông Big Vision phối hợp với báo Thanh Niên thực hiện, được phát sóng vào lúc 11:40 sáng Chủ nhật hàng tuần trên các kênh Thanh Niên Online, YouTube Báo Thanh Niên, Fanpage Báo Thanh Niên, TikTok Báo Thanh Niên. Chúng tôi xin cảm ơn các nhãn hàng đã tài trợ cho chương trình: công ty găng tay cao su Hợp Thành, nhãn hàng Chulimix Food thuộc công ty cổ phần thực phẩm Chulimix, nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế, nhãn hàng Việt Coco tinh hoa dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Cuối. Và bây giờ chúng tôi gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc mừng năm mới toàn thể quý vị khán giả an khang thịnh vượng và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin chào. Tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.